Sau bao nhiêu ngày rèn luyện, cuối cùng cũng tới ngày tôi với bà quyết đấu. Đây nè, bây giờ tất cả phải im lặng. Im lặng để làm gì? Im lặng để tôi đưa ra đề thi. Bây giờ đề thi thứ nhất của hai thí sinh Winner và Việt Thi sẽ thi phần toán. Đây là một bài toán khó. Bài toán này tôi đã suy nghĩ từ khi còn tấm bé. Và bây giờ tôi nhờ hai thí sinh hãy giải giùm. Cộng, trừ, tất cả hãy ráng cố gắng. Trời ơi, khó lắm á, cố lên nha con. Bây giờ chuẩn bị, tôi đếm. Một, hai. Con có đáp án. Winner. Là giải đáp là số mấy? Bài toán này là ra số 0. Tôi xin tuyên bố, người đoạt giải này là Winner. Dù là đề thi thứ hai nhưng cũng là một cái đề khó. Hai con hãy nhìn thẳng vào ban giám khảo tôi. Bắt đầu. Và bây giờ, phần thi này tôi xin tuyên bố Winner vô địch. Yeah! Winner vô địch. Phần thi cuối cùng là phần thi về sức mạnh. Ai khiêng nổi cái thùng này, người đó sẽ thắng cuộc. Cuộc thi bắt đầu. Về thay đổi thôi, về thay đổi. Xin tuyên bố Winner vô địch. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu thi này. Bây giờ ấy, hôm nay tôi sẽ cho bà biết tay. Trong cuộc thi ấy, phải có kẻ thắng người thua. Hôm nay ấy, bà chính là người thua đấy. Trời ơi. Thôi không, em khổ lắm con em đó chứ. Thôi biết. Chàng cha nó à. Biết rồi. Tính tình ăn thua đủ với người ta hiểu không? Thôi được rồi. Nè, tôi chấp nhận thua, không cần phải thi nữa đâu. Tại vì tôi là con gái, còn ông thì là con trai. Thì tất nhiên thi về mấy cái sức mạnh đó, tôi thua là điều đương nhiên rồi. Giỏi, con nói đúng đó. Còn về tính toán á, ông thắng cũng được. Tại vì tôi với ông là bạn mà. Nếu như mà ông giỏi thì tôi sẽ hãnh diện với ông thôi. Đâu có gì phải ghen tị với nhau đâu. Hay quá con. Ơi, con bé xuất sắc. Bà nói vậy là sao? Thôi bây giờ như vậy, không có nói vậy là sao hết á. Bây giờ đó, ông Đức là người lớn nhất ở đây đúng không? Giờ nghe ông Đức nói, nghe Winner ha. Đó là như vậy. Trong cái cuộc thi này đó, không có người thắng kẻ thua, nghe chưa? Cũng không có ai thua hết nha. Mà chỉ là có hai người thắng duy nhất thôi. Tụi con đang thắng là thắng trong cái tình bạn của mình. Thắng ở cái sự thương yêu, biết nhường cho nhau, hiểu chưa? Cô vô đây. Bây giờ nè, Winner chiến thắng nè, không có, chỉ có hai người chiến thắng thôi.